Tuần qua. Bà ngoại nó sẽ đạp nhiều. Một người một chiếc hả? Dạ. Vui vậy, giống như tập thể dục dữ. Nha. Rồi tiếp tục cho cô nè. How many lessons do you have today? Lesson 2. Rồi, ở đầu tiên là phần từ vựng. Mình sẽ có những cái tràng từ. Once a week. Once a week là gì? À. À, một tuần một lần hoặc là một lần một tuần đều được nha. Vậy cũng dịch như bạn hàng cũng đúng. Như vậy là dịch cho cô nè, once a week. Tiếp theo cho cô nè. Cái này là 2, như vậy là gì? Không phải là chu. Chu là số 2, nhưng mà hai lần là lặp lại cho cô nè. Try a week. Cái chữ này mình có học chưa ta? Học rồi đúng không? Rồi đọc lại cho cô nè, once a week. Twice a week. Tiếp tục, cái này là gì? Ba lần một tuần đọc cái gì? À, three times a week. Nhớ chưa? 4 lần một lần là gì? 4 times. Đọc lại cho cô nè, once a week. Twice a week. 3 times a week. 4 times a week. Ừ, đúng rồi, được chưa? Rồi bây giờ cuối cùng là 5 lần một tuần là gì? Lộc 5 lần là mỗi ngày đều đi học hết, là every gì? Every day. Rồi bây giờ các bạn đọc cho cô nè, every day. Every day. Once a week. Twice a week. Twice a week. Three times a week. Four times a week. Four times a week. Ai đọc được nữa? Mẫn. Rồi chính xác. Được chưa? Bạn Mẫn đọc đúng rồi đó. Tên lượt bạn Hà. Một lần phát biểu nha. Twice a week. Ba lần. Three times. Tiếp tục cho cô nè. Rồi bây giờ mình di chuyển sang cho cô phần grammar. Grammar có nghĩa là gì? Ngữ pháp. Nhớ nha. Rồi bây giờ mình đọc cho cô cái bài này. Các bạn nghe cái bài đọc này nha. Bài đọc này là cô cũng đã tra từ rồi, nghĩa rồi, bây giờ chỉ cần nghe đọc lại thôi. Hi Akiko, it's nice to talk to you again. Nice to talk to you too, Na. Are you at school? Yes, I am. It's break time. Are you at school too? No, I'm at home. I'm studying my English lesson. Good for you. How often do you have English? I have it 4 times a week. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ đọc lại cho cô cái đoạn văn này, một người đóng vai Akiko, một người đóng vai Nam. Bây giờ nghe cô đọc lại nha, cả lớp đọc. Hi Akiko. Hi Akiko. It's nice to talk to you again. Rồi cả ba bạn đều đọc luôn. Nice to talk to you. To Nam. Are you at school? Are you at school? Yes, I am. It's break time. Break time. Are you at school too? No, I'm studying my English lesson. Good for you. How often do you have English? I have it 4 times a week. Rồi, được chưa? Bây giờ cô sẽ mời bạn đóng vai Akiko và Nam. Rồi Nam Akiko, Mận đóng vai Nam, rồi Mận đóng vai Akiko nha. Rồi đọc đi. Hai. Hi Akiko, it's nice to talk to you again. Nice to talk to you
Yes, I am. It's ragtime. Oh, you at home too? Are you at home too? A week. Four times a week hay là a week gì cũng được. Mình đọc nói lên này, chữ sơ đọc qua này, so week luôn được chưa? Đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta dịch cho cô bức tranh A, B, C, D nha. Break time là giải lao. Bức tranh E ý dịch được không? Ai đọc được? Ha. À, lộn mẫn, mẫn dịch bức tranh E, he he dịch. Mẫn dịch đi. À, rất vui khi được nói chuyện lại với bạn. Again là lại với bạn. Rồi bạn gì? Ai cô nói sao? Mình cũng rất vui khi được nói chuyện với bạn. À đúng rồi, bức tranh B. Bạn ai cái cô mới hỏi là sao? Hè dịch. À, xong bạn nam nói sao? À, đó là giờ chơi câu C. Câu C thì bạn nam hỏi sao? Trả lời được không nhiều? À, lòng ý. Sửa nói nhiệm chứ. Ý dịch cho cô ý. Are you at school too? Nghĩa là gì? Studying là đang học. Tôi đang học. Tiếng Anh. Rồi, bây giờ mẫn dịch đi. Bạn cũng ở trường hả? Chu là cũng. Không. À, tôi đang học tiếng Anh, môn tiếng Anh được chưa? Rồi, good job. Bây giờ câu D. Tới lượt bạn Hà dịch. Good for you là thật là tốt cho bạn. Gì nữa? How often? Bạn có thường học tiếng Anh. Bạn thường học tiếng Anh bao nhiêu lần một tuần? How often là thường học tiếng Anh bao nhiêu lần một tuần? Mình học mấy lần một tuần? Rồi, đúng rồi, chúng ta đã hiểu cái nội dung của bài này chưa? Được chưa? Bây giờ cô chỉ chuyển sang các bạn cho cô phần này. Cái lớp đọc cho cô nè. Music. Once a week. À, môn âm nhạc. Ở trong này có cái sơ đồ tôi dư giống với cô không? À, các bạn nhìn lên đây nè. How often do you have? Rồi, đọc cho cô nè. How often do you have music? I have it. Once a week. Bạn thường có môn âm nhạc bao nhiêu lần một tuần? Thì tôi thường có một lần một tuần, được chưa? Tương tự như vậy, câu B, một bạn hỏi, một bạn trả lời. Hè hỏi, mặn trả lời. How often do you have science? Mặn trả lời. Once a week. Không, bây giờ cô đang nói câu B. Câu 2 này cô làm rồi, câu 2 là gì? À, twice a week. Bây giờ tới lượt bạn ý hỏi câu 3, câu C. Cái đây nha. Bây giờ ý hỏi hay trả lời. Để cho nó nghe trả lời. How gì? How often do you have? À, đọc là do you chứ không phải là do nha. Do you have? Vietnamese. I have it 4 times a week. Excellent. Rồi bây giờ câu D, bây giờ bạn Mẫn hỏi, bạn ý trả lời nha. Mẫn hỏi đi Mẫn. How often do you have math? Ấy trả lời. I have it every day. À đúng rồi. Được chưa? Rồi bây giờ có bài B nè, các bạn hỏi cho cô nè. How many lessons do you have today? How often Rồi bây giờ chơi trò chơi ong tìm mật. Mỗi người được chơi một lần nha. Bây giờ chọn cho cô đi. How often do you have IT? A, B, C hay là D? Bây giờ mình nhìn vào cái bảng thôi, có biểu nè.
IT là môn tin học đúng không? Bạn thường có môn tin học bao nhiêu lần một tuần? Câu trả lời là A, I have it every day. I have it twice a week. C là I have it once a week. Và D là I have it one a week. Cái đây là sai nè. Câu D là chữ one là gì? Số 1. Như vậy là câu D là bị sai chính tả, hiểu chưa? Người ta cố tình viết sai. Như vậy là câu 1 là mình sẽ chọn cho cô câu gì ý? IT là môn tin là chỉ có một tuần một lần, là câu C chứ. C nha. Rồi bây giờ cùng mình kiểm tra. Nếu bạn ý làm câu E là sai, đáp án của chúng ta là C. C nha cô ý, C nha con. Rồi. Rồi, nếu mà E là sai nè, E này là sai nè. Ừ. Mình phải nhìn vô câu hỏi tiếp tục. Bây giờ tới lượt bạn Hà đọc câu hỏi và trả lời. How often have bạn thường học môn toán bao nhiêu lần một tuần? Thấy không? A, I have it once a week. Môn toán. Câu B. Giống nhau đâu mà giống nhau. Ờ ha. Every day. A, B, C, D. Như vậy là điền câu C thử. Câu C là từ từ có bấm nhé coi. Ủa? Nó khác gì không? Môn toán là mỗi ngày đúng không? I have it every day. Thì chắc nó bị lỗi rồi đó. Bị lỗi á. Câu D nha. Rồi. Thôi được rồi, câu này trả lời đúng rồi đó. Rồi tiếp tục cho cô nè. Rồi bây giờ. Bây giờ tới lượt bạn Mẫn. How often do you have English? Chọn câu gì? Mong cuối cùng á. Ừ. Như vậy là câu gì? C đúng không? Three time. Rồi. Chính xác rồi đó. Tiếp theo là mời bạn tới lượt bạn Ý nha. Còn nữa không ta? Rồi bây giờ Ý trả lời cho cô nè. How often do you have science? Nhanh đi. Chọn nhanh đi. Ừ, Ý chọn câu nào? Nhanh đi. Câu gì? Bây giờ mình nhìn vô cái thông câu biểu nè. Câu E đúng không? Try a week đúng rồi. Try a week là 2 lần một tuần. Chính xác. Ý làm chính xác rồi đó. Tới lượt bạn Hà. How often do you have music? Nhanh đi. Câu E ha, I have it once a week, một lần một tuần. Rồi, chính xác, để kiểm tra thử đúng không nha. Đúng rồi, đúng rồi đó. Tiếp tục. Câu I have often, do you have ắc? Ý, à lộn mẫn, nhanh đi. Bạn thường có môn mỹ thuật bao nhiêu lần một tuần? Mỹ thuật, ở đây chị. Câu gì? Ừ, chính xác. Còn nữa không ta? Rồi. Ý. How often do you have Vietnamese? Mấy? Dê ha. Rồi. Được chưa các bạn? Câu cuối cùng. How often do you have PE? Đọc ý. Đọc câu trả lời đi. Giờ tới lượt Hà. Nãy giờ mấy bạn đọc mà. Hà đọc đi. Rồi đọc câu hỏi luôn cũng được. Rồi trả lời. Ai vậy? Chọn câu gì? Nó cũng hơi nhỏ đúng không? Cái chữ nhỏ cũng B đúng rồi. One sweet. Hết rồi đúng không các bạn? Đúng cho hết cho ta. Rồi hết rồi đó. Trò chơi đến đây là kết thúc. Bây giờ bài 4. Nghe về khăn tròn A, B, C, D nha. Dạ.
Để cô coi thử. Ví dụ như mình ngồi dưới đi, mình cảm thấy trên mặt của mình đây. Thấy nè. Nếu mà nhận nữa là cho nhóm riêng. Ba con nói vậy hả? Cái gì đó hả? Ừ, rồi tiếp tục câu 1. Quên quên. 1. How often do you have English, Akiko? I have it every day, Mai. Do you like English? Yes, of course. How about you? How often do you have English? I have it 4 times a week. Đã bán bị lộ rồi, bây giờ mình nghe cho cô từng câu nha. Nghe câu đầu tiên nè, người ta đọc xem nè. 1. How often do you have English, Akiko? I have it every day. Nghe lại nè. 1. How often do you have English, Akiko? I have it every day, Mai. À, Akiko là hỏi Mai. Do you like English? Yes, of course. How about you? How often do you... Rồi lại. Đọc từng câu như lại câu 1A nha. Rồi. Câu 2 nè. Các bạn nghe người ta đọc nè. 2. How many lessons do you have today, Nam? How many lessons do you have? I have 4. Maths, Vietnamese, music and PE. Như vậy là hai gì? How about you? How many lessons do you have today? Oh, it's a holiday in Japan today. Great. Đầu tiên là bạn đã hỏi bạn Nam. Bạn Nam đã trả lời là bao nhiêu môn rồi? Như vậy là chọn câu gì, Mẫn? À, for lesson, đúng rồi đó. Tiếp tục, Akiko đang học, đang ở đâu nha các bạn nghe nè. 3. Hello Akiko. It's nice to talk to you again. Nice to talk to you too, Mai. Do you have school today? Yes, but not now. I'll go to school in the afternoon. How about you? I'm on holiday. How many lessons do you have today? 4. English, Vietnamese, maths, and art. Mình cũng phải làm thêm chứ, cho nó giỏi chứ. Nhưng mà với điều kiện mình phải tự làm. Câu 3. Hay à? On holiday. Rồi đúng rồi đó, 3B nha. Câu cuối cùng bạn ý nè, chuẩn bị ý nghe thử chọn câu này nha ý. Four. What subject do you like best, Guan? I like maths. How about you, Tony? I like it too. How often do you have maths? I have it every school day. And you? Oh, I have it only 4 times a week. Oh, chọn đi em, bạn ấy. Các bạn có ý kiến không? Bạn Quân có môn toán mỗi ngày đi học. Đúng không? Chính xác. Ý làm đúng rồi đó. Không đổi để cô xài. 10.000, 12.000. Mua trên mạng chứ đâu. Tiếp tục. Bài tập tiếp theo. Em hãy viết về bản thân mình. How many lessons do you have today? I have. Ghi môn học mình có ngày hôm nay ra cho cô đi. Mình có mấy môn thì mình tự viết ra nha. Ừ. Mình tưởng tượng là mình đi học ngày có môn gì vậy, mình ghi ra. I have. Rồi được chưa? Điền chữ quanh cho cô nha. Câu 2. What's your favorite lesson? Môn học yêu thích của bạn là môn gì? Câu trả lời sẽ là my favorite lesson. Đọc em Mẫn. Câu hỏi này, what's your favorite lesson? My
Thì nó nói tôi nó thích môn gì? Act. Rồi Hè nói what's your favorite subject? Câu 2 cô đang hỏi con á. Con trả lời thôi, It hoặc là my favorite lesson nha. Câu 3. How often do you have your favorite lesson? Bạn thường có môn học ưa thích bao nhiêu lần một tuần? Mẫn. I have it once a week. Câu 4. Rồi. How often do you have English? Ý chọn ấy, bạn thường có môn tiếng Anh bao nhiêu lần một tuần? Niến nói không? I have it gì? Môn tiếng Anh bao nhiêu lần một tuần? Một tuần một lần thì nói là once a week, mà hai lần một tuần thì nói là twice a week. Twice a week đi. Rồi tiếp tục nè, do you like English? Why? Tại sao bạn lại thích môn tiếng Anh? Bởi vì sao? Bạn thích môn tiếng Anh không? Yes, I do hoặc là no, I don't. Bởi vì? Because là bởi vì? Bởi vì tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh hay là tôi muốn giao tiếp? Bởi vì tôi muốn gì? Muốn qua Đức hả? Rồi xong. Như vậy là lesson 3 Tree đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang cho cô lesson 3.